Chào các bạn, hôm nay thì tôi cùng với lại các anh thợ điện sẽ đi cùng với các anh một ngày để trải nghiệm xem là cái công việc vất vả của anh như thế nào ở những cái xã vùng cao, những thôn vùng cao. Đây là đường lên một thôn cuối cùng của xã Tòng Sành, đó là thôn Tả Hồ, xã Tòng Sành của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đường đi rất là khó khăn luôn. Đây các bạn xem, bị sạt lở đất rồi các thứ, nó bẩn như thế này này. Đường vừa dốc vừa trơn trượt khó đi. Trung tâm huyện Bát Sát đi lên đây thì cũng phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đường đi. Bà con ơi, bà con ơi, Do người dân ở đây họ sống không tập trung, với lại do là người dân tộc thiểu số, nhiều đôi lúc là các anh đã dặn dò trước rồi để tập trung để cùng nhau lắp dây điện, lắp đường điện vào trong nhà, nhưng mà quay thì dân đây họ vẫn chưa tập trung. Đây là hình ảnh các anh ấy, các anh thợ điện đang đóng cầu chì cho cái trạm biến áp. Trạm biến áp này mới xây dựng cho thôn Tả Hồ ở xã Tòng Sành với công suất là 180 kVA và xây dựng ở trên 1,56 km đường dây trung thế 35 kV và 3,6 km đường dây hạ thế 0,4 kV. Công trình này thì được khởi công xây dựng từ đầu năm 2020 các bạn ạ. Cái công việc đóng điện cao áp ở máy biến thế này rất là vất vả, phức tạp và chỉ cần phải thật là chính xác. Các anh đã phải chỉnh cái cầu chì này rất là lâu để có thể đóng vào được. Chưa vào, nhưng mà lên tí nữa, lên hẳn lên đi, qua đây. Đấy, rồi. Để vướng cái cao su. Vậy là cái công việc đóng điện đã xong. Và bây giờ các anh sẽ kiểm tra lại máy hạ thế và bắt đầu đóng điện để chuẩn bị đi lắp điện cho các hộ dân. Cái này cái pha dưới đúng Cái công việc đóng điện, cái này nó kiểm chỉ là tra máy hạ thế cũng như là một số cái không đường bảo nhé, dây và thiết bị cái điện ở cột dưới hạ thế này không bảo nó tách ra đã đâu, mất dưới này gần buổi chưa chưa sáng của lắp các anh này. rồi. Mà trong khi đó còn mấy chục hộ gia đình mà các anh phải đi lắp. Đường đi rất là khó các bạn ạ. Đường đi Đưa đi Sapa đây. ngoài Lào Cai, ở ngoài ngoài Quang Kim nó nắng suốt từ sáng cái giờ rồi. Trên này thì cứ âm u xong là mưa. Các bạn đây nhìn đường quanh co rất là khó đi. Mà đường thì nó bị xói mòn, đường đất bị xói mòn cho nên là xe máy không thể lên được. Đây các bạn nhìn đường nó xói mòn như thế này cơ mà. Đường xói mòn toàn đá sỏi. Thế là ở chỗ này là điểm trung tâm nhất này. Vâng. Mình sẽ đi bộ là 3 hướng. Vâng. Đánh dưới này đi bộ một hướng, trên kia 2 hướng. Chỗ này là cái ngã năm luôn. Đây là cái ngã năm này có 5 năm đường cơ mà. Đây các bạn nhìn đường rất là trơn và gồ ghề.
Xe không thể đi được, toàn đá như thế này. Và ngoài ra là do mưa nước chảy cho nên là bị xói mòn. Với lại là độ dốc rất là lớn các bạn ạ, nếu mà đi lên thì khi đi xuống cũng rất là khó. Các anh phải đi vào từng hộ dân để Nhà ơi. đi lên được khoảng một nửa km thì chúng tôi gặp một cái Nhà mình ở cột bao nhiêu nhỉ? Cái một cột tên là máy. Tên là gì? Bảo là uống. Hai anh ơi, cái điện ba em tính lắp ba pha dưới này nhưng mà à, ba pha phải để lắp nút để lắp điện ánh sáng xong đã. Chở nó ú cột 31. Đi lên 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 nhà đi xong anh hướng dẫn. Các anh phải đi vào từng hộ để hướng dẫn người dân về an toàn điện rồi cách sử dụng điện lưới quốc gia như thế nào. Bởi vì ở đây thì trước đây ấy, các hộ dân thường thường là sử dụng điện nước cho nên là cái an toàn điện về sử dụng điện cao thế về an toàn điện về sử dụng điện sinh hoạt điện lưới quốc gia thì các hộ dân ở đây ấy, họ vẫn còn chưa biết về an toàn điện, về cách sử dụng điện cho nên là các anh phải hướng dẫn. Đi lên được một nửa km rồi thì chúng tôi lại phải quay xuống bởi vì là mấy người ở đây họ lại chưa biết lắp dây điện như thế nào, kéo dây điện. Tôi đã bị một con vắt nó cắn các bạn ạ. Con vắt nó chui vào trong tất ở trong giày ấy, cắn chảy cả máu chân ra đây các bạn. Ở trên này đường khó đi rồi là muỗi rồi là vắt đủ thứ luôn. Đây lúc này là chúng tôi đã đi lên khoảng tầm hơn 1 km đi bộ mà đường dốc như thế này rồi. Đây mặc dù ở đây là sương mù lạnh nhưng mà chúng tôi leo dốc như này nó đã nóng quá anh anh Hải thợ điện anh phải cởi cả cái áo khoác ra. Đến đây là tôi đã đi bộ được chúng tôi đi bộ được khoảng gần 2 km thì đến cái cột này và chúng tôi các anh thợ điện là chuẩn bị lắp điện để đấu nối vào cho các hộ dân. Thực sự là công việc của các anh ấy rất là vất vả. Tôi đi trải nghiệm cùng một ngày thì tôi thấy rằng rất là mệt luôn. Đi lên đây thì đi xe máy thì đường lên đến cái chỗ trạm biến áp ấy thì đi xe máy lên đó đường rất là dốc mà trơn. Bởi vì là ở trên này nó hay có sương mù nên những cái đường mà người dân họ sử dụng đường đường bê tông ấy. Đường bê tông cho nên là khi mà nó dốc nó trơn lắm luôn các bạn. Nó có nhiều sương mù cho nên là trên mặt đường ấy nó có một cái lớp rêu mọc ở trên mặt rất là trơn luôn. Nếu như mà ai không đi quen thì không thể đi được những cái đường như thế này. Lên rồi đi xe máy lên rồi là một chuyện nhưng mà khi quay xuống ui rồi rất là sợ luôn, tôi ngồi đằng sau mà thót cả tim luôn. Do là cái số lượng công tơ nhiều cho nên là buổi trưa ngày hôm nay là các anh phải lắp đến khoảng tầm 1 giờ trưa thì mới được ăn cơm. Và ở đây thì các anh ấy nhờ các hộ dân ở trên này nấu cơm giúp, nấu cơm trưa giúp bởi vì là đường xa không thể về nhà được. Sau khi ăn cơm xong thì các anh ấy lại bắt đầu là tiến hành luôn vào công việc các bạn ạ. Công việc rất là khó khăn.
không được nghỉ ngơi, nghỉ trưa một chút nào luôn. Bởi vì cái thời gian di chuyển ở trên này nó rất là mất thời gian. Có thể là chỉ cách nhau vài cột thôi nhưng mà đường đi vòng rất là xa các bạn ạ, bởi vì nó quá dốc ấy. Nó quá dốc, đường chim bay thì rất ngắn nhưng mà đường bắt buộc người ta phải làm ngoằn ngoèo để cho nó đường phải làm ngoằn ngoèo để cho nó giảm cái độ dốc đi, cho nên là đi rất là xa. Có thể là đường chim bay đường thẳng chỉ khoảng tầm 100 mét nhưng mà phải đi vòng đến khoảng 500-600 mét luôn. Tham chẳng phải. Như này là có an toàn này. Bây giờ cắt cái đồ cầu dao tổng này là an toàn nhất này, xong cắt tiếp cái này thì an toàn hơn. Đấy. Cắt xuống này nhá. Là toàn bộ từ đây đều là mất điện này. Anh muốn an toàn hơn nữa thì tách cắt tiếp cái cầu dao bên này. Rồi nếu có sét sớm quá to thì mình phải tắt cái kia. Đúng rồi, có sấm sét thì anh cứ cắt cắt cúp cái cầu dao đi. Tổng này là an toàn nhất. Vậy là điện đã được đóng, điện lực quốc gia đã được đóng đến cho người dân. Vậy như này còn dễ hơn mình cắm cái loại của ta dễ hơn chứ. Quần áo bận. Đấy. Tôi đi cùng với lại các anh ấy đến tận tối mới về các bạn ạ. Do là cái máy quay của tôi hết pin cho nên là tôi không thể quay được cái cảnh mà buổi tối các anh ấy vẫn phải lắp điện để cho nó xong, bởi vì là nếu như mà không xong thì hôm sau lại lên đây thì mất rất nhiều thời gian, cho nên là các anh phải lắp cố. Thì buổi tối ngày hôm nay là lắp đến tầm độ khoảng 7 hay 8 giờ tối gì đó, tôi cũng khoảng gần 8 giờ các bạn ạ, thì đêm mới bắt đầu là từ ở trên thôn này để đi về điện lực Bát Sát. Vậy là công việc của các anh rất là vất vả. Mình mới thấy rằng đi cùng một ngày để đi lên, mình mới thấy rằng đi lên lên thôn xã rất là xa của huyện Bát Sát này, mới thấy cái sự vất vả của các anh thợ điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.